phượng nở lại thấy cái mặt mày. Đàn em tao không thích, tao cũng không ngoại lệ. Nên tao cần quyết đấu với mày như hai thằng đàn ông. Chờ mày 3 giờ chiều ở khu đất đầu ruộng. Đứa nào không tới làm chó, tao sẽ cho mày biết đây. Thú môn kìa. Nhà tôi có hai đứa con gái à, mà không biết nấu nướng cái gì hết trơn á. Má tạm cho con nấu rồi, con nấu ngon. Người ta cưới con giáo nhỏ. Nấu Xem tập 5 sitcom Ngũ Long Đại Náo vào lúc 13:15 ngày 3 tháng 2 năm 2019 trên kênh HTV7.